tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối nhẹ vương theo gió. Xa rời chốn xưa, tình như lá rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát hiu tình tôi. Người vui bên ấy xa xa nơi này, thương hình dáng ai vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói, đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay. Còn đâu tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc đã rời. Người trên hàng lá khô, ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. À còn nắng ấm thấy lòng sao mùa xa, gọi tên em và chúng ta thấy có ba vị huấn luyện viên đã bấm chọn bàn, đó là danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Phương Thanh và ca sĩ Quang Dũng với ca khúc này. Chị bấm mà vì chị quá ngưỡng mộ cái giọng hát của em, gì mà cao dữ vậy, lên tông rồi còn hát lên nữa, mà cái nốt cuối cùng, mà cái nốt cao nhất mà em ngân lâu thiệt là lâu mà chị không la được luôn, quá tuyệt vời, mà giọng hát quá là khủng, gây khủng hoảng tinh thần. Trước tiên là anh xin góp ý với em là với cái bài hát Riêng Một Góc Trời lần này, em là người mà có cái làn hơi rất là dày, hát rất là hơi rất là dài, cái nhã chữ của em nó rất là tình cảm. Anh là quá là ngưỡng mộ với cái giọng hát của em, vừa giọng dày vừa hơi mạnh. Chúc mừng em. Mà rất là từ tốn, từ từ, thông thả, hát rất là như nói vậy đó, chứ không phải cần cố gắng. Cái này là yêu tha thiết lắm nè, rất là tha yêu thiết. Ai là yêu tha thiết dữ lắm nè. Giọng ca âm sắc tốt, nhưng mà anh bấm là anh ủng hộ tinh thần, anh nhường hạ đèn nhường cho cho Quang Dũng. Lần đầu tiên trong lịch sử của một chương trình truyền hình mà anh danh ca Ngọc Sơn đã thiết lập một cái quy tắc mới, đó là nhấn xong rồi xóa đèn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là bạn thí sinh này sẽ chọn về đội của nữ ca sĩ Phương Thanh hay là nam ca sĩ Quang Dũng nha. 5 giây dành cho bạn, bắt đầu.
Phần lộ diện bắt đầu. Em ơi, em bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, em xin kính chào ban giám khảo và kính chào quý vị. Năm nay em 23 tuổi. Wow, đúng là giọng hát của em nó tương xứng với trọng lượng của em luôn. Rất khỏe, rất mạnh. Và tôi muốn bạn chia sẻ vì sao trong cái giọng hát của bạn giống như bạn đang kể một câu chuyện vô cùng cảm xúc với ca khúc rất là nổi tiếng Riêng Một Góc Trời. Em chọn bài hát này là em muốn gửi tặng đến người yêu đã mất của em. Tôi là một người sống khép kín, không muốn mình bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân. Người ta thường nói, đời người đẹp nhất chính là lúc yêu. Và tôi cũng vậy. Đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Nhưng niềm vui của tôi kéo dài không được bao lâu, thì căn bệnh ung thư quái ác đã cướp người ấy rời xa tôi mãi mãi. Tôi tưởng chừng như mình rơi xuống một vực thẳm không lối thoát. Phía trước của tôi là một màn đêm dài vô tận. Và một điều cuối cùng tôi sẽ thực hiện với lời hứa của người ấy, sẽ bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân, biến ước mơ của mình thành hiện thực, đứng trên một sân khấu lớn và chứng minh tôi sẽ làm được. Em hát bài này và khi mà em nghe danh ca Tuấn Ngọc hát bài này thì có lẽ là do cái hoàn cảnh của mình mà em cảm thấy giống như mình ở trong cái bài hát này vậy. Chị xin chia buồn cùng với đây em. Đây là nghe cái tựa bài hát Riêng Một Góc Trời. Riêng Một Góc Trời đã nói lên cái nỗi niềm rồi. Chính xác. Nghe cái câu chuyện của em nó làm cho anh rất là xúc động. Cái bài này bạn đã từng hát cho người ấy của mình nghe chưa? Dạ chưa, chưa khi nào. Chưa bao giờ. Dạ. Lúc còn sống thì người yêu của em quen em được một năm thôi. Thì trong năm đó người yêu của em có nói em là đi thi một cuộc thi truyền hình. Nhưng mà lúc đó em chưa có mơ ước để có thể trở thành một ca sĩ. Và em cũng chưa có tự tin vào giọng hát của mình. Cho đến bây giờ thì em cảm thấy em có đủ sức lực để thực hiện cái lời hứa đó. Mỗi khi hát thì em đều nghĩ đến người yêu của em. Em đã có một cái tố chất, em đã có một làn hơi mạnh, một cái giọng hát mạnh. Những cái dòng tiếp theo, những bài hát tiếp theo, anh sẽ cố gắng để mà chọn bài hát cũng như là chỉnh sửa cho em theo cái cách mà em đã có cái giọng hát trời cho như vậy. Xin chúc mừng bạn và xin mời bạn hãy về với đội của nam ca sĩ Quang Dũng. Một giọng hát rất tuyệt vời đã chạm đến trái tim của chúng ta. Thank you.
ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Dù đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than, chân đi nặng nặng hoang mang, ta nghe tịch lặng rơi nhanh dưới khe yên niềm. Dù đời đi nhé ôi môi ngon này giữa trần gian, dù từng chiêng bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon, cho tôi tay gối mong manh, cho tôi ôm lấy vai thon, cho tôi ôm lấy vai thon. Dù đây chính là Ôn Vĩnh Quang với Dù Đời Đi Nhé. Chị Minh Tuyết, em cảm thấy là chị đang rất xúc động bây giờ. Xin mời chị. Tuyết thở dài luôn đó, chị không nổi luôn. Ôi, rõ ràng bắt gặp một cái tiếng thở kỳ lắm. Chị không biết sao mà tự nhiên em hát chị xúc động quá à. Chị không biết là em có lỗi gì hay không lỗi gì ở trong bài này đó, chị không cần biết luôn. Bởi chị bị viết, chị chỉ biết rằng là nếu âm nhạc mà làm chạm đến trái tim của người ta, có nghĩa là không còn gì để mà nói được nữa. À, chị muốn ôm em cái thôi à, cho chị ôm cái. Keep like that. Chị nói với em như thế này nè, trong cuộc đời em sẽ có một sự mất mát rất là lớn. Sự mất mát đó sẽ cho em một giọng hát rất là hay, một cảm xúc rất là đầy. Và sự mất mát đó, cảm xúc đó em đã đem lại em hát cho mọi người. Và mọi người là sẽ bù cái tình cảm, tình thương đó với em. Chị Tuyết ôm em như chị nói với em là chị rất là thương em. Em nhả chữ có nhiều cái mà nó như ngắt vào trái tim thường ta, nó là ngắt vào trong từng chút xíu một này, nó mới là đau. Và em đã có cái điều đó. Em hát mà người ta lặng đi, người ta không thể nào la được, đó mới là cao thủ. Và em là cao thủ. Cảm ơn những lời nhận xét của chị Phương Thanh. Và xin mời anh Ngọc Sơn. Em là một cái chàng khờ, nhìn một chàng khờ dễ thương và tội nghiệp. Thì nó truyền tải qua câu hát của em, cái cách của em hát, em truyền thẳng vào trái tim người ta. Vấn đề là phát âm. Phát âm của em bị cứng, em không chịu nhả, mở miệng ra. Dù đời đi nhé, thí dụ vậy, nhé. Em thì em không mở ra lớn nữa. Nhưng mà nói chung là em là một bông hoa đẹp. Chắc chắn là bỏ phiếu cho em một phiếu vào vòng trong nữa đó. Chúc mừng. Cảm ơn nam danh ca Ngọc Sơn. Và mời anh Quang Dũng. Những cái bài hát mà em chọn trong cái chương trình thi lần này á, anh cảm giác là những cái bài hát đều có cái nỗi niềm của em hết. Cho nên khi em cất lên á, thiết tha lắm. Thành ra là em hát nó rất là thênh thang, rất nhẹ nhàng. Thành ra là anh rất là thích cái điều đó. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn lời nhận xét của bốn huấn luyện viên. Và xin chúc mừng Vĩnh Quang. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hai đứa mình sẽ hát bài của nhạc sĩ Minh Vy, Lối Nào Ta Về. Đối với em thì cũng cảm thấy là may mắn khi mà có được một đồng đội có cùng cái màu giọng và cái phong cách âm nhạc giống với lại mình. Cho nên là việc hai người song ca cũng không có gì là khó khăn lắm. Quang tính cách thì cũng rất dễ thương. Xem Quang như là một người em chứ mình không xem như là một đối thủ. Anh Hậu là một người, đối với Quang vừa là một người anh. Để khi hát với anh thì Quang có dịp được học hỏi từ anh rất nhiều. Đối với anh Hậu thì
anh xem Quang cũng giống như là người em trai và hai anh em cũng rất là thân với nhau. Ban mai sẽ về, tôi cố tìm cho tròn đêm nay. Một dài nhớn trăm năm trốn tìm. Người con gái giờ tiễn đưa em xa mất rồi, trên lối mòn còn lại mình ta tìm mùa xuân cho chim én về. Cho chim én về trên lối mòn còn lại mình ta tìm mùa xuân cho chim én về.
thì chúng ta vừa đến với một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Minh Vy, ca khúc Lối Nào Ta Về, với phần trình bày của hai giọng ca nam vô cùng nổi bật của chương trình Ai Sẽ Thành Sao, đó chính là Lâm Trung Hậu và Ôn Vĩnh Quang. Cho phép chúng tôi xin mời huấn luyện viên nữ ca sĩ Minh Tuyết. Xin mời chị Tuyết ạ. Đây là hai giọng ca mà 1910 của đội Quang Dũng đó nha. Khi mà em hát cái bài Ru Đời Đi Nhé làm cho chị khóc, bởi vì chị thấy em lột tả hết tất cả những gì mà trong bài hát đó muốn nhắn gửi đến. Nhưng mà ngày hôm nay chắc có lẽ chị phải cho điểm Trung Hậu cao hơn, vì chị cảm thấy rằng là Trung Hậu hát bài hát này nó sâu lắng hơn, nó có chiều sâu hơn là em ngày hôm nay. Chị cảm được nhiều hơn. Em không phải hát dở trong bài hát này, nhưng mà đối với những gì mà chị mong mỏi ở nơi em á, tâm hồn của em chuyển tải trong bài hát đó, chưa có thấy được điều đó nhiều như những bài hát trước. Thì điều đó là chị muốn nhắn gửi với em. Còn riêng về Trung Hậu thì ngày hôm nay chị phải cho Trung Hậu cái điểm là chị cảm được những gì em hát trong bài hát này. Đó là những góp ý của chị. Đây là một tiết mục phải nói là gần như hoàn hảo. Chị chúc mừng hai em. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Và xin mời chị Phương Thanh ạ. Đây cũng là một sự chọn lựa bài hát rất là hợp lý cho tụi em. Và trong bài hát này thì Trung Hậu lại nhỉnh hơn, bởi vì là em có cái chất giọng rất là trầm khàn ở dưới, quá hay đi. Và em hát quá rõ. Hai bạn bây giờ chị muốn là mình phải thoát ra khỏi cái dòng nhạc này ngay, bởi vì nó 3 tuần rồi tụi em rất giống nhau. Mình phải khác đi một chút, tại vì đi đường dài mà em cứ sử dụng sở trường hoài nó rất là nguy hiểm. Giọng thấp em rất là tốt nè, quảng cao em rất tốt, nốt treo em cũng tốt, nốt căng em cũng rất là tốt. Hai bạn đều tốt hết. Tức là trong mắt chị là các bạn không xuống phong độ, nhưng mà chị muốn các bạn thử thách mình. Cái đó mới là điều quan trọng. Anh nói anh Thị Phạm tí xíu nha. Dũng phải hướng dẫn, có cái hướng dẫn cho các bạn biểu diễn. Tại hai bạn đứng buồn hơi buồn nhất là bạn bên đây. Giọng em rất là hay, giọng âm sắc rất là tốt, nhưng mà cái miệng em hơi nhỏ. Phát âm của em có bị nó bị cứng. Đó, cái phát âm người ta phải đưa cái miệng ra, cái đó bó trong cái đó không à. Em hát phát âm không có rõ. Em bây giờ phải cố gắng bành miệng ra nha. Em hát từ nơi ấy em là chim én nhỏ, em lười lười là phải mở ra lớn lên. Từ nơi ấy em là chim én nhỏ, cái kiểu vậy đó thì âm thanh nó phát ra tốt hơn. Đây thì Trung Hậu hát tốt, nhưng mà lúc mà giật micro hơi xa quá. Nhanh em phải nút cao, nút cao, nút xót em để gần ra. Em để kéo gần. Nhưng mà em phải đưa nó vô liền. Em bị ấy mất luôn, không nghe được cái chữ đó luôn. Cảm ơn Nhân ca Ngọc Sơn. Vâng, để ý đây là một ca khúc mà làm cho tất cả khán giả cũng như là mọi người trầm lặng hết. Nhưng mà chỉ có anh Quang Dũng là ngồi cười toe toét, là vì anh quá tự hào về hai bạn này. Không biết là bây giờ anh như thế nào ạ? Hai em hôm nay làm rất là tốt. Ở Trung Hậu thì là cái sự nức nở khào khào thì điều đó em làm rất là tốt. Vĩnh Khoa thì là em hát hôm nay rất là có lực. Nhưng mà anh cũng góp ý là đôi lúc những cái chữ nó hơi bị mờ. Đó, thành ở dưới này nghe những chữ nó không có rõ lắm. Nhưng hôm nay phần trình diễn của hai em anh rất là hài lòng và chúc mừng hai em. Quý vị có thể thấy là mặc dù là một sáng tác mới của nhạc sĩ Minh Vy, nhưng mà qua chất giọng rất là đặc biệt của hai chiến binh đội nam ca sĩ Quang Dũng đã làm cho chúng ta cảm thấy rất là tự hào về hai chiến binh này. Và bây giờ một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho Lâm Trung Hậu và Ôn Vĩnh Quang. Paris, có gì là không em? Mai anh về, em có con ngoan. Mùa xuân, hoa lá vươn đầy ngon. Em có tìm anh trong cánh chim? Paris, có gì là không em? Mai anh về xưa bên sông Sen, anh về giữa một dòng sông trắng là áo sương mùa hay áo em. Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay tóc em, anh sẽ mây ngày sau hai
mây trắng bay. Bởi có gì là không em, mãi anh về mặt vẫn lạnh đen. Vẫn hỏi lòng mình là hương cô, chả biết tay ai làm lá sen. Có gì lạ không em, mai anh về em có còn ngoan. Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ, em có tìm anh trong cánh chim. Paris có gì lạ không em, mãi anh về giữa bên sông Sen. Anh về giữa một dòng sông trắng, là áo sương mù hay áo em. Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay, tóc em anh sẽ gọi trang bày. Paris có gì lạ không em, mai anh về mặt vẫn lạnh đen. Vẫn hỏi lòng mình là hương cơ, chả biết tay ai làm lá rồi là Vĩnh Quang và Trung Hậu với ca khúc Paris có gì lạ không em. Vân nghĩ là Vân phải đại diện cho cả chương trình và cả huấn luyện viên vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục rất là tuyệt vời như vậy. Và lần đầu tiên hình như là Vân thấy Vĩnh Quang mới vui như vậy và tươi như vậy trên sân khấu ạ. Chị cũng phát hiện ra. Dạ. Chị nói cha, hôm nay chàng trai này đã cười rồi, sau vài tuần không chịu cười, hát rất là tình cảm tình tứ mà ở dưới này muốn khóc. Thế là hôm nay em đã rất là thoải mái buông tất cả mọi thứ ra và em đã hát với một cái phong cách rất mới, mắc cỡ nó mới ghê chứ. Có ai thấy không? Có ai thấy bạn mắc cỡ không? Nhưng mà chị thích ở chỗ này nè, hai bạn hát bài này nhưng mà lại nhìn nhau rất đắm đuối. Cái điều này là đội của chị không làm được. Hai bạn Tấn Đạt với Kim Linh không có dòm nhau, mà chị nói hoài cũng không dòm. Nhưng các bạn đúng là nghệ sĩ, bởi vì lên sân khấu, nếu người bạn diễn của mình là nam, mình vẫn phải tình tứ bởi vì đó là bạn diễn của mình. Cái điều đầu tiên tụi em làm đó là về mặt hình thức, nó sẽ nối liền cái cảm xúc để mình khi mình phải có một cái nhìn đắm đuối bạn diễn của mình có nội tâm, có cảm xúc, mình hát nó mới hay. Và bài hát này quá tuyệt vời. Cảm ơn huấn luyện viên Quỳnh Thanh. Anh Ngọc Sơn, anh nghĩ sao về phần trình diễn của hai bạn? Hai em có hai cái chất giọng rất là lạ, rất là đẹp. Hát hợp âm, chủ âm bài này là rê trưởng và những cái nốt cao lên là phá thăng và xón. Nhưng mà anh chị nhắc lại những điều, cái điều, một điều này là Hậu, đúng không? Hậu lên những nốt cao, nốt xón, cái cuối mà ngân á, Hậu chưa có đưa âm sắc ra hết. Hiểu không Hậu? Những cái anh, chắc Hậu biết mà có thể lúc đó Hậu hơi mệt hoặc là như thế nào đó. Lúc mà tập cùng với hai em thì em lại muốn hai em phải hát như vậy. Có những lúc hát như là nói vậy. Hát đó. Như nói. Bởi vì hai giọng của hai bạn xuống thấp rất là tốt anh à. Dày và xuống thấp rất là tốt.
Cho nên là những lúc mà cái nốt thấp như vậy thì là đúng với cái ý của em. Quang ơi, chị như chị Thanh vậy đó. Yêu em vô cùng. Chị thấy em hát cái bài này, chị ngồi chị cười hoài. Vì mà chị đu đu tại si. Em lên á, chị không cần biết là em hát vô nốt nào hay là em như thế nào, nhưng mà giống như là chị đang tưởng tượng em đang hỏi chị Paris có gì lạ không em vậy đó. Thế là em cười Paris, hôm nay em là tạo một cảm xúc khác. Có nghĩa là cái cảm xúc của em, chị rất là thích em trong cái bài hát này. Em cho chị một cái một đến một cái không gian khác, không phải là không gian từ đó tới giờ em cho chị. Điều đó chị rất là khen ở em. Và riêng với Trung Hậu, khi mà hai bạn vừa hát lên thì chị đã xoay qua nhìn Quang Dũng và nói thiệt nha, cái miệng Quang Dũng nó ra tới đây nè, cười tươi, thật là tươi, vô cùng hạnh phúc. Và chị có nói nhỏ với Quang Dũng là Dũng ơi, hình như trên sân khấu có Quang Dũng 2 thì phải. Rất đẹp trai, phong thái, cách hát rất là Quang Dũng. Nhưng chỉ có điều á, em còn thiếu một chút xíu máu lửa của Quang Dũng trong đó. Đó là lý do tại sao khi em lên cao đó, chưa cảm thấy nó đã. Nó chưa có đã, mỗi lần mà mời Quang Dũng em mà thấy Quang Dũng hát mỗi lần lên cao đó, gân cổ nổi lên hết luôn nè. Nó đã lắm. Dũng lên thì phải Dũng ơi. Nó đã lắm. Xin mời huấn luyện viên Quang Dũng. Dạ dạ. Mình chỉ muốn chia sẻ chứ, bởi vì đây là cái phần bài hát là quý vị đã xem trong chương trình này. Quang Dũng lên là đứng hết trơn rồi Dũng nè. Hả? Hết để chiêm ngưỡng cái giọng hát của Quang Dũng. Bài hát vừa rồi đó là một bài hát mà với Quang Dũng nó quá hoàn chỉnh rồi. Cũng như là cái thần thái của hai em khi mà trình bày cái bài hát này thì là nó quá đầy đủ rồi. Quá là hạnh diện về hai em. Chúc mừng hai em. Yeah. Chúc mừng em. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Quang Dũng và chúc mừng hai bạn đã hoàn thành ca khúc vừa rồi. Kêu gào xin hãy cho
một lần thôi. Không được quần đau, được sương mơ. Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai vẫn thế. Mây trôi, mây vẫn trôi, dẫu không còn ai nhớ đến. Em ơi, anh vẫn tin, chẳng có gì mãi trên đời. Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời. Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời. Của Vĩnh Quang và Trung Hậu và một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình. Và xin mời huấn luyện viên Minh Tuyết. Chị phải công nhận em là một trong những thí sinh đẹp trai nhất trong chương trình này. Rất là đẹp trai, từ tướng tá, mặt mũi, rất là đẹp trai. Chị đang cần một cái gì đó nó lãng tử, nó phết đời một chút xíu của em là chị nghĩ rằng là cái chữ sao đến với em nó không có xa đâu. Đó là những gì chị góp ý ở em thôi, chút xíu như vậy thôi. Và riêng về còn về giọng hát thì chị không có chê em một cái gì trong bài hát này hết. Vĩnh Quang, chị thấy là như nào, khi mà em hát á, chị thấy là giống như là em chưa kịp xong cái chữ này em lại đi qua cái chữ kia. Ví dụ như là chữ tình thì nó chưa có được cái tình thì nó đã là em đã đi qua, cho nên nghe nó không có rõ và đôi lúc nó bị lép. Cái cách hát của mình thì mình có quyền theo cái cách của mình, khi mà khi phát ra cái chữ đó nó phải hoàn thiện cái chữ đó. Thì chị nghĩ là đó là cái điều mà em về em nghiên cứu lại hoặc em hỏi thêm anh Quang Dũng để chỉ cho em cái cách để mà em tiến bộ hơn trong cái phần đó. Đó là những cái góp ý của chị cho nó hoàn thiện. Nhưng đối với chị, một tiết mục thi như vậy là đã rất hoàn thiện rồi. Chúc mừng hai em. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Hôm nay hai em làm tốt lắm. Quang hôm nay hát thư thả hơn, cơ mặt rồi cũng cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn, không có bị nặng nề, không có căng thẳng như mấy lần trước. Lúc đầu thì em cũng rất là ngại khi hát cái bài hát này, bởi vì em chưa có quen cái bài hát này bao giờ. Em thích âm nhạc Trịnh Công Sơn, em thích âm nhạc Ngô Thụy Miên, nhưng với cái bài hát này đối với em là mới mẻ. Anh đã thuyết phục được hai em phải hát cái bài hát này. Phải cảm ơn ban nhạc về bản phối, cái người hòa âm về cái bản phối này, anh rất là hài lòng. Là lần đầu của bài rất là tình tự, và khi đến cái đoạn gian tấu thì lại chuyển sang đến bebop chậm thì nó thay đổi hoàn toàn cái bài hát, và nó mang một cái tinh thần rất là mới mẻ và làm cho mọi người cảm thấy là nó có một cái sự bừng sáng trong cái bài hát này. Chúc mừng hai em. Chúc
ơi, ngọn núi trên cao, ngọn gió xôn xao, thênh thang đại ngàn. Theo ngọn gió đi hoa, về với buồn mê, núi đồi cà phê xanh ngút ngàn. Gái cao nguyên, đôi nắng lên vai, đôi mắt sáng sáng hơn sao trời. Dù bao gian khó, gian khổ lắm, miền vẫn tươi cười. Tiếng chuông chùa dấu chân xưa trên
về nghe gió kể của nhạc sĩ Anh Minh và ca khúc Giấc mơ trưa của nhạc sĩ Giáng Son. Xin chúc mừng Tấn Đạt và Vĩnh Quang và xin cảm ơn Vũ Đoàn. Và bây giờ thì trước khi chúng ta đến với phần nhận xét của các huấn luyện viên thì Thúy Vân xin được mời nam danh ca Ngọc Sơn cùng với nữ ca sĩ Minh Tuyết sẽ cho điểm và 200 vị khán giả cũng sẽ cho điểm cho hai thí sinh Vĩnh Quang và Tấn Đạt. Xin được mời mọi người. Vâng, và phần cho điểm của hai thí sinh xin được phép kết thúc. Xin cảm ơn hai vị huấn luyện viên và cảm ơn 200 vị khán giả tại trường quay. Và đầu tiên em xin mời chị Minh Tuyết ạ. Đầu tiên thì là ông Vĩnh Quang. Chị rất thích cách em chuyển tải cái tình cảm, cái âm điệu của từng cái lời hát trong bài hát này. Nó rất có tình cảm, nó dẫn dắt người nghe hiểu được câu chuyện của em. Đó là phần chị thấy được ở Vĩnh Quang trong bài hát này. Và em có phần hát khá hoàn chỉnh. Chỉ có điều là chị vẫn thấy dường như là nó chưa có toát ra hẳn, nó không có mạnh, nó không có dữ dội mà có được trong cái giọng hát của hai em. Nhưng đối với Vĩnh Quang, chị vẫn thấy Vĩnh Quang nhỉnh hơn Tấn Đạt rất nhiều trong bài hát này. Còn riêng về Tấn Đạt, Đạt ơi, chị thấy là chị gần như mất đi ly cà phê đầu tiên mà em pha cho chị uống. Chị cảm thấy cái confidence, cái tự tin của em nó mất đi dần dần, nó không còn giống như cái lúc mà giấu mặt. Và em hát đó, cái độ chuẩn, cái âm sắc của em á, nó cũng mất đi luôn. Và cái độ phô càng ngày nó càng nhiều. Chị rất tiếc ở điều đó, mặc dù chị rất thương em. Chị rất là mến và quý em rất là nhiều Đạt. Mà nếu cho em vô được vòng trong, thì chị hy vọng là em sẽ pha trở lại ly cà phê thuở ban đầu dành cho chị. Bởi vì chị vẫn rất là yêu mến giọng hát của em. Chúc mừng hai em. Vâng, xin cảm ơn chị Minh Tuyết. Khoan, hình như là Vĩnh Quang muốn nói gì với chị phải không? Dạ, em xin lỗi thôi vì ngày hôm qua anh Đạt bị vô tình anh bị khan tiếng rất là nặng. Hôm nay anh mới vừa đỡ lại một chút thôi. Ồ, vậy hả? Trời ơi. Em quá tuyệt vời. Chị cảm ơn em về điều đó. Nếu mà em không nói điều này thì chút xíu là Đạt là ăn cho đủ nha em này. Chị sẽ mắng em tơi tả, xé em tan nát. Nãy giờ chị ngồi là chị tức lắm rồi nha Đạt. Chỉ có khán giả cứu em chứ chị không cứu em ngày hôm nay. Có thể em dễ thương, duyên dáng. Khán giả thương em, quý em. Nhưng mà hôm nay em hát kiểu đó, nếu mà chị không nghe từ Vĩnh Quang nói thì chắc chắn hôm nay em sẽ rớt ngày hôm nay. Vâng, các thí sinh của chúng ta cũng rất là áp lực với rất là nhiều áp lực thi cử rồi sức khỏe. Nhưng mà cũng hy vọng là tất cả quý vị khán giả ở đây sẽ luôn luôn yêu mến các thí sinh của chương trình Ai Sẽ Thành Sao, đúng không ạ? Và em xin mời nam danh ca Ngọc Sơn. Thường thường ca sĩ bình thường ngay cả chuyên nghiệp cũng vậy, đôi khi phải truyền nước biển và bị khan tiếng. Cả nhà phải thông cảm và cái dây thanh đới nó có chút xíu à. Thí dụ làm một cái nghề khác, người thể thao vận động viên khác toàn cơ bắp, về nó cả một con người một cơ bắp. Thì con riêng người ca sĩ thì nó có chút xíu ở đây. Dây thanh đới mà nó giãn làm cái nó bị è ra liền. Thành ra rất là khó giữ. Mà hai em có cái sự tập luyện căng thẳng, thành ra là đôi khi nó bị giãn ra. Thực ra thì ba vị giám khảo này quá thương cho nên khắc khe, còn với tôi cũng thương nhưng mà tôi không khắc khe lắm. Tôi thấy hai em hôm nay hát tôi nghe cũng rất là ổn định đó. Chúc mừng. Rồi, xin cảm ơn nam danh ca Ngọc Sơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần kết quả. Số điểm của huấn luyện viên Ngọc Sơn và huấn luyện viên Minh Tuyết dành cho hai bạn thí sinh. Và số điểm dành cho Tấn Đạt là 44 điểm và 45 điểm là số điểm của Ôn Vĩnh Quang. Chúng ta vẫn còn phần điểm của 200 vị khán giả ở đây và số điểm này sẽ được chúng tôi tiết lộ ở cuối chương trình. Xin được cảm ơn hai bạn và chúc hai bạn may mắn. Chiều hôm nay mưa nhiều.
lại đây như một chiều hiên nhà nàng rực sáng. Trời hôm ấy 15 hay 18 tuổi của nàng, tôi nhớ chỉ 13. Tôi phải van lơn ngoan nhé đừng ngờ, tôi phải van lơn ngoan nhé. Anh phải yêu hoa cúc áo nàng xanh, anh mến hoa sân trường. Sợ thứ tình không đủ nghĩa yêu đương, anh thay mực cho vừa màu áo. Trăm lần nhất định mình chưa yêu, nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu. Anh mến lá sân trường, sợ thứ tình không đủ nghĩa yêu đương, anh thay mừng cho vừa màu áo tím. Rồi trách mong trời không cần cho tay vương ấy và cả nàng. Nhất định mình chưa yêu, nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu, nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu, nên đến trăm lần nhất định. Bây giờ tôi ngồi đằng kia mà quan sát cái câu chuyện của anh Quang, anh ngồi đây tôi hỏi cái chuyện coi, đang yêu đúng không? Thấy là khều khều cái cô gái đó, hỏi coi, hỏi cái trước khi khán giả bỏ phiếu bình chọn, bắt đầu rung rinh tim là năm mười mấy tuổi, chia sẻ thật. 13 tuổi. 18 tuổi. 18 tuổi là rung rinh, là lúc năm 18 tuổi là có khều khều giống vậy không? Lúc đó thì em không có gan khều vậy đâu. Không có gan khều vậy. Yeah. Nhưng mà có hát cho nàng nghe không? Có. Cũng có đúng không? Bây giờ đây thì trước khi mà chúng ta đến với phần của thí sinh tiếp theo thì Nguyên Khang xin mời ba vị huấn luyện viên cùng với 200 khán giả có mặt tại trường quay, chúng ta hãy dành những số điểm dành cho thí sinh Ôn Vĩnh Quang. 30 giây bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ. Xin được cảm ơn 200 khán giả cùng với lại ba vị huấn luyện viên. Cảm ơn em rất là nhiều.
anh nữa.
vị, và đây là Ôn Vĩnh Quang với Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Thưa quý vị, một chuyện tình người với lại một cô vũ công hóa thân thành một con chim, và tình yêu lớn lao đến nỗi mà sau đó anh này anh bị nhốt trong lòng luôn. Vâng thưa quý vị, và nếu quý vị yêu thích Ôn Vĩnh Quang thì quý vị hãy bình chọn phần trình diễn đã mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc vừa rồi. Và cũng xin được mời ba vị huấn luyện viên còn lại, chúng ta có 30 giây bắt đầu. Kết thúc. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả và ba vị huấn luyện viên.
rồi, quên nhiều đã quên rồi. Đừng nhìn chi nữa. Thưa quý vị, một chuyện tình người với lại một cô vũ công hóa thân thành một con chim và tình yêu lớn lao đến nỗi mà sau đó anh này anh bị nhốt trong lòng luôn. Vâng thưa quý vị, và nếu quý vị yêu thích Ôn Vĩnh Quang thì quý vị hãy bình chọn phần trình diễn đã mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc vừa rồi. Và cũng xin được mời ba vị huấn luyện viên còn lại, chúng ta có 30 giây bắt đầu. Kết thúc. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả và ba vị huấn luyện viên. Thưa quý vị, và sau một phần trình diễn hết sức cảm xúc của thí sinh Ôn Vĩnh Quang đến từ đội huấn luyện viên Quang Dũng, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chiến binh tiếp theo trong top 2 của đội huấn luyện viên Minh Tuyết. Xin mời quý vị đến với ca khúc Anh Thì Không và với tiếng hát Đức Thành. Bao sao hoa đam mê vây lấy em, anh ta mang đem dương không tiếc chi. Anh thì không, cho em lên ngôi cao trong trái tim. Yêu như say như điên theo bước em, anh thì không. Anh ta mang cho em giây phút vui, mang cho em câu ca trong sáng tươi. Anh thì không. Bao say mê dâng lên trong mắt kia, nhưng em không yêu, em không tiếc chi, em không cần. Hãy đổi thay câu yêu thương điêu hoa trên khóe môi. Anh thì không. Khi gian nan đôi khi ta có đôi, quên yêu nhau cho nhau nhưng đớn đau. Anh thì không. Quên bao nhiêu gian nan ta đã qua, quên bao nhiêu gian nan ta đã qua. Quanh trong tối đen, anh bao dung môi em như ánh sao trong đêm dài. Vì thế gian nhìn đàn ông sống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông ca. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, bằng lần em vẫn như tha cho người. Thế gian nhìn đàn ông sống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông ca. Vẫn
chuyển thành tiếng yêu ban đầu. Yêu anh ngày thơ với con tim hồng, yêu anh bây giờ đến mai sau này, không ai ngăn chia tình đó muôn đời. Hey yeah, thế gian thì đàn ông giống nhau, chọn người anh cũng như đàn ông cả. Vì đã yêu thì dù em thế nào, và tận em vẫn cứ tha cho người. Thế gian thì đàn ông giống nhau, chọn người anh cũng như đàn ông cả. Xin cảm ơn các vũ công rất nhiều. Thật sự là ban đầu khi mà Vân xem đó thì Vân lại nghĩ là đây là cô gái yêu anh chàng này từ thuở hàng vi. Xong rồi sau đó từ từ thời gian thì anh này ảnh vì cái tình yêu của cô ấy và vì khả năng của ảnh cho nên là ảnh giàu nên ảnh quay lại cưới. Nhưng mà thật ra câu chuyện thật là thử lòng, đúng không ạ? Và thưa quý vị, nếu như quý vị thích câu chuyện này và thích giọng hát của Đức Thành thì quý vị hãy chấm điểm và bình chọn thật cao cho Đức Thành nhé. Và xin mời ba vị huấn luyện viên còn lại, chúng ta có 30 giây. Và thời gian chấm điểm xin được phép kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn cả ba vị huấn luyện viên. Và Thúy Vân xin được mời ra sân khấu thí sinh Ôn Vĩnh Quang. Hai bạn đã lựa chọn hai ca khúc gắn liền với huấn luyện viên của mình, Kiếp Nào Có Yêu Nhau và Anh Thì Không. Đầu tiên Thúy Vân xin được hỏi anh Quang Dũng về ca khúc này. Quang Dũng xin được chia sẻ cùng với Đức Thành. Mình đang thi trong một cái vòng quyết định ngày hôm nay. Để chọn cái bài hát, anh nghĩ là chọn những cái bài hát nào mà nó khó hơn, nó trình diễn được hơi, nó trình diễn được phong cách thì chắc chắn cái số điểm của em nó sẽ rất là cao. Hôm nay thì với cái bài hát Anh Thì Không này thì nó mang cái tính chất giải trí nhiều hơn là để thi. Thành ra là em không có phô diễn được một cái kỹ thuật nào trong cái hơi của em, mà cái điều đó em quá dư. Bởi vì những cái vòng đầu em chọn những bài hát mà anh vô cùng là thích, bởi vì em đặt để được cái tâm hồn của mình trong bài hát. Em phô diễn được cái cách thức của mình và cái tính cách của mình trong cái bài hát. Nó rất là nổi trội. Là anh hy vọng là có sự may mắn đến với em trong phần thi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự nhận xét của huấn luyện viên Quang Dũng, chị Phương Thanh. Chị thấy là ngày hôm nay thí sinh chúng ta trình bày như thế nào ạ? Thì với Quang á, khi em hát cái bài hát đó, chị có cảm giác là giọng em quá khỏe và khi em hát hoàn toàn là em chinh lên, bị chinh nốt lên á. Cái đó là do khỏe quá và chị cũng thường xuyên bị như vậy. Nhưng mà mình phải control, đừng có để quá nhiều, lâu lâu một nốt cao thôi. Có khi là mình thăng hoa quá, mình vẫn được dù gì bỏ qua. Nhưng nếu mà mỗi lần em lên cao tất cả đều bị chênh nốt nhiều quá thì nó sẽ không hay, nó không hoàn hảo bài hát. Còn về phần cảm xúc và kỹ thuật của em, chị cảm giác là tuyệt vời. Mỗi một lần em bỏ nhỏ hoặc là em đưa cái giọng hát ra xa xôi, em ấy cái mic một cái cho cái giọng nó lệch đi xong rồi lại lớn lại. Chị cảm giác cái điều đó em làm khán giả và mọi người rất là thích thú. Xin cảm ơn huấn luyện viên Phương Thanh và em xin mời chị Minh Tuyết. Ôn Vĩnh Quang, huấn luyện viên của em chọn cho em bài hát này, anh Quang Dũng quá thông minh và tài tình. Vì bài hát này nó quá nhiều đất để em vụng dỏ, là chỉ là em làm như thế nào mà thôi để cho nó đạt đến cái mức tối đa. Chị cảm nhận cái bài hát này như thế này, chị nghe từ đầu tới đuôi bài, chị không cảm được, chị không biết, chị khác chị Phương Thanh, chị lại không cảm nhận được cái tình cảm của em đặt để trong cái bài hát này, như là chị đã từng nghe em kể về câu chuyện đời của em trong vòng đầu tiên. Và đối với Thành thì ngày hôm nay giọng Thành khỏe, giọng Thành hát mạnh, nhưng chị cảm thấy Thành gằn nhiều quá trong suốt cả bài, chị thấy nó không được cái đó. Đó là những gì mà chị gửi đến cho Thành và Ôn Vĩnh Quang trong hai tiết mục vừa rồi. Dạ vâng, em xin cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết và em xin mời anh Ba Ngọc Sơn. Ôn Vĩnh Quang, tôi rất khen em, tại vì một người hát lần đầu tiên rất cứng.
từ vòng đầu đó giọng còn mộc mà cứng ngắc à, dần tới đây độ rung em phát triển rất tốt, rung rồi độ nhuyễn, độ thả rồi độ cao cũng rất là hay, rất là thiện cảm. Vấn đề là hát mở miệng đi chút xíu, cái chữ em bị nhốt trong họng nhiều quá đó. Và em làm được chuyện đó, em đã từng sửa cái giọng cứng được rồi. Và em làm giọng thoáng ra nữa, giọng làn hơi tốt, giữ gìn sức khỏe rất là tốt. Thôi chúc mừng phần thi hai em nghe, rất là vui. Vâng, xin được cảm ơn nam danh ca Ngọc Sơn. Và cũng cảm ơn lời chia sẻ của bốn vị huấn luyện viên dành cho Ôn Vĩnh Quang và Trần Đức Thành. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ xem hai bạn thí sinh của chúng ta có số điểm của ba huấn luyện viên dành cho các bạn như thế nào. Điểm dành cho Đức Thành và 47 điểm dành cho Ôn Vĩnh Quang. Đây là một số điểm khá tốt. Xin được chúc mừng cho Đức Thành và Vĩnh Quang và chúng ta sẽ biết được số điểm của khán giả dành cho các bạn ở cuối chương trình nhé. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả. Thí sinh nào sẽ được bước vào vòng tiếp theo, vòng tỏa sáng. Và bây giờ Thúy Vân xin được mời ra sân khấu hai thí sinh của đội huấn luyện viên Quang Dũng, Ôn Vĩnh Quang và Lâm Trung Hậu. Các bạn đã biết được thứ hạng của các bạn ở vòng phong cách cũng như là điểm quy đổi. Và Thúy Vân xin được công bố đầu tiên là Lâm Trung Hậu. Bạn đã xếp hạng 2, điểm quy đổi của bạn là 7 điểm. Và khán giả đã dành cho bạn 42 điểm. Tổng cộng số điểm của bạn là 96,5 điểm. Đối với Vĩnh Quang, thứ hạng của bạn là thứ 6 ở vòng phong cách. Điểm quy đổi của bạn là 3 điểm. Và khán giả đã dành cho bạn 43,3 điểm. Như vậy, Ôn Vĩnh Quang có 93,5 điểm. Rất tiếc, chúng ta phải chia tay với thí sinh Âu Vĩnh Quang và người đi tiếp vào vòng trong chính là Lâm Trung Hậu. Xin chúc mừng bạn. Em không có buồn gì phải dừng cuộc chơi ở đây, tại vì có một điều quan trọng là em đã thực hiện được một lời hứa rất quan trọng của cuộc đời mình. Em xin cảm ơn những lời nhận xét của anh Ngọc Sơn, chị Phương Thanh và chị Minh Tuyết đã cho em. Em hứa là em sẽ cố gắng khắc phục theo đúng những gì mà anh chị đã dạy, để em có thể tiếp tục con đường của mình. Và đặc biệt là em xin cảm ơn huấn luyện viên của em, anh Quang Dũng. Em không dám xin anh nhận em là đệ tử, nhưng mà từ lúc bước chân vào cuộc thi, được anh chỉ dạy và quan tâm đến bây giờ, thì trong lòng của em đã tự ý kính trọng và xem anh như là một người thầy của mình. Anh nghĩ rằng là khi mà tham gia cuộc thi hôm nay cũng là một cái hành trang cho em. Và anh cũng rất là mong sẽ gặp em trong một cái tương lai sắp tới. Cho nên là có bất cứ một cái điều gì em muốn thực hiện trên con đường âm nhạc, cũng như cái tâm tư tình cảm gì ở em mà muốn chia sẻ cùng với anh, anh luôn luôn hỗ trợ em. Và hãy nên nhớ rằng em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào em nha. Và một lần nữa xin chúc mừng Lâm Trung Hậu, bạn là thí sinh đầu tiên sẽ bước vào vòng tỏa sáng.